Bản năng làm mẹ. V.S. Nai Pao. Dịch giả, Thượng Văn. V.S. Nai Pao kể lại chặng đường đầu tiên gian khổ thế này. Tôi viết Nigel Swift trước tiên, bạn tôi, Andrew Sankey mang tác phẩm này đến Andre The Duke. Diana Athill, biên tập viên của nhà xuất bản The Duke, thích câu chuyện nhưng Andre The Duke biết những tác phẩm loại này, cho rằng truyện ngắn bán không được. Bản thảo Nigel Swift bị giữ lại trong ngăn kéo. Nhà xuất bản cần truyện dài, thế là Nai Pao viết theo Mythic Master. Ông hoàn tất tác phẩm này tháng Giêng năm 1956. Quyển này lẽ ra được xuất bản ngay trong năm đó. Tác giả là người nôn nóng hơn ai hết mong được nhìn thấy tác phẩm mình trên giấy trắng mực đen. Cuối cùng phải đến tháng 5, năm sau, The Mythic Master mới chào đời. Nhà xuất bản lại đòi thêm một truyện dài khác. Ông viết tiếp và The Souffle of Elvira được xuất bản tháng 4, năm 1958. Ngày nay khi nhìn lại quãng đời trước, Nai Pao vẫn không quên nỗi lo lắng và đớn đau tột cùng đã tạo tác nên ba tác phẩm đó. Hãy thử tưởng tượng, chàng trai Nai Pao 23 tuổi đầu, sống trong giấc mơ trở thành nhà văn. Chàng dùng tất cả tấm lòng và sức lực vào tác phẩm đầu tiên. Thời của chàng, thế giới văn chương Tây Phương không ai mấy quan tâm đến chuyện thuộc địa hay hậu thuộc địa là điều duy nhất chàng có thể viết vì một lẽ dễ hiểu, chàng đã sinh ra và lớn lên ở một nơi như vậy. Kịch bản đời sống của xã hội đó chàng vừa là nhân chứng, vừa là diễn viên. Trái đắng đó chàng đã nếm, dâu biển đó chàng đã trải qua, một lần và cho cả đời. Hãy thử tưởng tượng, sau những lần chàng bị từ chối, niềm hy vọng đó lọt vào mắt nhà xuất bản Đờ Đúc, rồi kế tiếp là nỗi thất vọng vì truyện ngắn bán không được. Chàng vẫn không thể quên, điều này vẫn còn là cái bóng đen lớn che phủ đời tôi. Chàng nói, khi bạn còn trẻ, 2 năm là thời gian dài để chờ đợi. Khi bạn lâm cảnh cùng quẫn, như tôi, 2 năm cùng quẫn là thời gian quá dài để chờ đợi. Khi bạn muốn đánh dấu sự hiện diện của mình trong thế giới, đó là thời gian dài để chờ đợi. Hồi đó, rất khó cho tôi để tìm ra việc làm, rất khó cho tôi để tìm một chỗ sống, rất khó cho tôi để tìm tiếng nói chính mình. Rất khó cho tôi, vừa phải làm tất cả những việc đó, vừa phải viết ra những quyển sách ấy, để xuất bản. V.S. Nai Pao đã khởi đầu sự nghiệp văn chương như thế. Trong công bố với báo chí, Hàn Lâm Viện Thụy Điển coi những câu chuyện ngắn của Nigel Swift là sự pha trộn giữa chê khốt và điệu nhạc Calypso tạo Nai Pao thành nhà hoạt kê và kẻ mô tả đời sống trên đường phố. Con đường có tên Nigel, khu ổ chuột của thành phố Bắc Oxen, đã được nhìn qua cặp mắt quan sát của cậu bé mới lớn của nhân vật xưng tôi. Ở đó có gã thợ một tên Popo làm việc tất tả để tạo những vật không có tên. Ở đó có Colora luôn luôn mang bầu, có 8 đứa con với 7 đời chồng. Ở đó có tay anh chị tên Bogart chọc trời khuấy nước và sau cùng bị bắt vì tội đa thê. Con đường nối liền những mảnh đời tù túng, buồn, xám. Con đường cũng nối liền những ước mơ vượt thoát, bỏ đi, đổi đời. Có cả thảy 17 câu chuyện được kể. Mỗi chuyện mở ra một bi kịch của đời sống riêng tư từng nhân vật. Nhưng ở đây, người kể chuyện không khai thác khía cạnh bi kịch đó. Ông nhìn mọi chuyện trong cái vẻ khôi hài, một thứ cười ra nước mắt của Gogol. Tiếng cười theo nhận xét của Octavio Paz không thấy ở Homer hay Virgil mà chỉ được thấy kể từ khi có Cervantes, là phát minh lớn của tinh thần hiện đại. Milan Kundera nói rõ hơn, đó là sự phát minh gắn liền với sự ra đời của tiểu thuyết. Tôi nghĩ Laura là người giữ kỷ lục thế giới. Laura có 8 đứa con. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. 8 đứa con của cô có cả thảy 7 người cha. Dám qua mặt nổi không? Chính Laura là người đã dạy cho tôi bài sinh vật học đầu tiên. Cô sống cạnh nhà chúng tôi, và tôi có cảm tưởng mình quan sát cô thật gần. Tôi ghi nhận bụng cô lớn dần lên sau nhiều tháng. Kế tiếp cô biến đi một khoảng thời gian ngắn. Và rồi tôi thấy bụng cô nhỏ đi. Và tiến trình tăng trưởng này bắt đầu trở lại vài tháng sau đó. Đối với tôi đó là một trong những điều kỳ diệu của thế giới nơi tôi đã sống, và mãi quan sát lô rạ chính cô cũng khá vui vẻ khi nói đến chuyện xảy ra trong đời sống. Cô vẫn thường chỉ bụng mình và nói, của này lại đến nữa đây, nhưng chị sẽ quen đi sau 3-4 lần đầu. Tuy thiệt là phiền hết sức. Cô thường đổ lỗi cho Thượng Đế và nói về sự tinh quái của đàn ông. Bởi vì với 6 đứa con đầu tiên, cô đã thử qua 6 người đàn ông khác nhau. Hát vẫn hay nói, có một số người thiệt khó làm cho họ hài lòng.
Nhưng tôi không muốn tạo ấn tượng cho bạn là Laura dùng cả thì giờ cô có vào việc sinh đẻ và lên án đàn ông, và thường xuyên cảm thấy hối tiếc cho bản thân mình. Nếu Bogart là người nhàm chán nhất trong khu phố, Laura lại là người sinh động hơn hết. Cô luôn luôn vui vẻ và cô lại thích tôi. Cô vẫn cho tôi những trái mận và xoài cô có, và khi nào làm bánh đường, cô vẫn thường cho tôi một ít. Ngay cả mẹ tôi vốn không thích cười đùa, nhất là ở tôi, cũng phải cười với Laura. Bà vẫn thường nói với tôi, mẹ không biết vì sao Laura lại để tâm đến con như vậy. Bộ cô ta không có đủ con cái để lo hay sao? Tôi nghĩ mẹ tôi đúng. Tôi không nghĩ một người đàn bà như Laura lại có thể có nhiều con đến như vậy. Cô thương mọi đứa, dù rằng bạn có thể không tin vào điều này nếu dựa vào ngôn ngữ cô dùng để nói với chúng. Một số những lời quát mắng của Laura khá phong phú đến nỗi tôi chưa bao giờ nghe qua và tôi sẽ không bao giờ quên được. Một lần Hát nói, mày coi, cổ giống như Shakespeare khi cần dùng đến chữ nghĩa. Laura thường la con thế này, Anwin, con thú rộng mồm kia, đến đây. Và, Gavin, nếu mày không đến đây ngay, tao sẽ khiến mày địt ra lửa, có nghe không? Và, Lona, con chó đen chân vòng kiềng, tại sao mày không để ý tứ vào chuyện mày đang làm hả? Bây giờ, so sánh Laura, mẹ của tám con, với cô người tàu Mary, cũng tám con, là điều không công bằng. Bởi vì Mary chăm sóc con cái thật kỹ lưỡng và chưa bao giờ nặng lời với chúng. Nhưng Mary, xin lưu ý với bạn, có người chồng chủ một cửa hàng và Mary có điều kiện để lịch sự và tử tế với con cái sau khi đã cung phụng chúng đầy đủ những món rau cải xào thịt và mì xào và hủ tiếu xào và những món có tên tương tự. Còn Laura, cô tìm ở đâu ra tiền để lo cho con? Những người đàn ông tuần tự chậm rãi đi ngang qua nhà Laura mỗi chiều, huýt sáo gọi Laura, không phải là người bỏ tiền ra cho con của Laura, họ chỉ muốn Laura. Tôi hỏi mẹ tôi, Laura ra sinh sống ra sao? Mẹ tác yêu tôi, nói, con biết không, con nhanh nhẩu quá so với tuổi của con. Tôi ngờ là có chuyện thật tệ hại. Nhưng tôi không tin đó là sự thật. Thế nên tôi hỏi Hát. Hát nói, cô ta có rất nhiều bạn buôn bán ngoài chợ. Họ biếu xén cô nhiều thứ, và đôi khi một, hai hay ba người chồng cô cho cô nữa, nhưng không nhiều lắm đâu. Phần lạ nhất của câu chuyện là ở Laura, Laura không đẹp. Như Boy một lần có nói, cô ta có khuôn mặt giống như cái mặt trên của bình điện xe hơi. Và cô hơi mập một chút. Tôi đang nói đến thời kỳ cô chỉ mới có 6 đứa con. Một ngày nọ, Hát nói, Laura vừa có một người đàn ông mới. Mọi người cười, chuyện chẳng có gì lạ. Nếu Laura có cách của cô nên thử qua mỗi người đàn ông một lần. Nhưng Hát nói, không, tao nói thiệt. Hắn đến sống với cổ luôn rồi. Tao thấy hắn sáng nay lúc tao dắt bò ra đồng. Chúng tôi theo dõi và chờ đợi người đàn ông này. Sau đó chúng tôi mới biết chính hắn cũng theo dõi và chờ đợi chúng tôi. Không ít lâu sau, người đàn ông này, Nathanin, gia nhập vào băng của đường Miguel. Nhưng rõ ràng hắn không thật sự là một thành viên trong nhóm chúng tôi. Hắn xuất thân từ tận cùng phía đông của Port Oxen, là nơi chúng tôi coi như là nhơ bẩn hơn, và ngôn ngữ hắn dùng thật thô nhám. Hắn bịa chuyện hắn là một kẻ từng gieo rắc kinh hoàng ở đoạn cuối phía đông đường Picadin. Hắn kể lại nhiều chuyện băng đảng đánh nhau, và hắn cũng muốn cho mọi người biết hắn đã từng tàn phá diện mạo của hai hay ba người gì đó. Hát nói, tao nghĩ hắn chỉ nói nhăng, nói cuội, tụi bay biết không? Chính tôi cũng không tin hắn. Hắn là người nhỏ con, và tôi luôn luôn có cảm tưởng là người nhỏ con thường quỷ quái và hung bạo. Nhưng điều thật sự khiến chúng tôi buồn nôn là thái độ của hắn đối với phụ nữ. Tuy không một ai trong chúng tôi gọi là hào hiệp, nhưng thái độ khinh miệt phụ nữ của Nathanin là điều chúng tôi không thích. Hắn luôn luôn đưa ra nhận xét thô lỗ khi nhắc thấy một phụ nữ đi ngang qua. Nathanin có thể nói, đàn bà giống như bò cái. Bò cái và họ như nhau. Và khi cô Ri Cao, người đàn bà an phận, đi qua, Nathanin buông miệng, hãy nhìn con bò cái mập kia kìa. Đó không phải là câu nói đàng hoàng, bởi vì chúng tôi đều nghĩ rằng cô Ri Cao quá mập để đáng bị chế nhạo, và lẽ ra nên thương hại cô hơn. Nathanin, lúc đầu, cố gắng làm cho chúng tôi tin rằng hắn biết cách trị Laura. Hắn gợi ý là hắn vẫn thường đánh đập cổ hắn hay nói, đàn bà, họ thích bị đập cho thật đích đáng, biết không? Tụi bay chắc biết điệu hát Calypso này. Thỉnh thoảng chỉ cần đánh họ ngã xuống, thỉnh thoảng chỉ cần ném họ xuống, đánh bầm mắt họ, đánh sưng gối họ lên, và như thế họ sẽ yêu anh vĩnh viễn. Đó là sự thật phúc âm về đàn bà.
Hát nói, thiệt đúng đàn bà là thứ buồn cười. Tao không hiểu một người đàn bà như Laura thấy gì ở Nathaniel. Eda nói, tao biết rất nhiều về đàn bà. Tao nghĩ Nathaniel chỉ nói nhăng nói cuội. Tao nghĩ khi đối diện với Laura hắn tụt đuôi từ đầu đến cuối. Chúng tôi thường nghe các vụ đánh nhau và nghe tiếng trẻ con la hét ầm ĩ, và khi chúng tôi gặp Nathaniel, hắn có thể chỉ nói, vừa đập cho mụ đàn bà đó một bài học. Hát nói, vui chưa? Laura không có vẻ gì buồn hơn trước. Nathaniel nói, chỉ có đánh mụ mới thực sự khiến mụ hài lòng. Dĩ nhiên Nathaniel nói dối. Không phải hắn là kẻ xuống tay mà là Laura. Điều này lộ ra khi Nathaniel tìm cách đội mũ để che giấu con mắt bầm đen của mình. Eda nói, hình như người ta viết ra điệu hát Calypso cho đàn ông chứ không phải cho đàn bà. Nathaniel sấn tới định thịt Eda, là người vốn nhỏ con, ốm yếu. Nhưng hát buộc miệng, này, hãy thử ra tay với Laura đi. Tao biết Laura chỉ mới đập mày vừa đủ để mày ở với nó, nhưng đến ngày nó chán mày, cách tốt nhất là mày phải chạy thôi. Chúng tôi cầu nguyện cho một chuyện gì đó xảy ra để Nathaniel phải rời bỏ đường Miguel. Hát nói, chúng mình không cần phải đợi lâu đâu. Laura mang bầu 8 tháng rồi. Còn 1 tháng nữa là Nathaniel phải đi thôi. Eda nói, đó mới thật là một kỷ lục mới. 7 đứa con với 7 thằng chồng. Đứa bé chào đời. Đó là ngày thứ 7. Buổi chiều hôm trước tôi còn thấy Laura đứng trong sân tựa vào hàng rào. Đứa bé lọt lòng mẹ lúc 8 giờ sáng. Và, như một phép lạ, chỉ 2 giờ sau, Laura đã gọi vọng sang mẹ tôi. Tôi nấp và lén nhìn. Laura tựa vào thành cửa sổ. Cô đang ăn xoài, và chất nước vàng loang lổ trên mặt cô. Cô nói với mẹ tôi, cháu bé ra đời sáng nại. Và mẹ tôi chỉ có thể nói, trai hay gái. Laura nói, bà nghĩ tôi có may mắn hay không chứ? Tôi nghĩ mình thiệt bệnh hoạn. Lại một đứa con gái nữa. Tôi chỉ muốn cho bà biết chuyện này, thế thôi. Thôi, tôi phải đi đây. Tôi phải lo may vá chút đỉnh. Và ngay buổi chiều hôm đó có vẻ như điều Hát nói trở thành sự thực. Bởi vì buổi chiều hôm đó Laura ra đường và kêu to tiếng với Nathaniel, "Ê, Nathaniel, tới đây." Hát nói, chuyện quái gở gì nữa đây? Có phải cổ vừa sinh con sáng hôm nay không vậy? Nathaniel làm ra vẻ ngon lành trước mặt chúng tôi. Hắn nói với Laura, tao đang bận. Tao không về được. Laura sấn tới và tôi thấy cô có vẻ như sẵn sàng đập lộn. Cô nói, mày không về. Không về. Tao nghe có đúng không? Nathaniel lo ngại. Hắn cố trò chuyện với chúng tôi, nhưng không ai hiểu hắn nói gì. Laura nói, mày nghĩ mày là đàn ông. Nhưng đừng đóng vai đàn ông với tao nghe chưa? Phải, Nathaniel có phải tao đang nói với mày hay không? Cái thằng có cái bíp như hai ổ bánh mì thiêu trong quần cại. Đó là câu nói hay nhất của Laura, và chúng tôi tất cả phá lên cười. Khi thấy chúng tôi cười, Laura cũng bật cười theo. Hát nói, mụ đàn bà này thiệt quá cỡ. Nhưng sau khi đứa con ra đời, Nathaniel vẫn không rời đường Miguel. Chúng tôi hơi lo ngại. Hát nói, nếu không cẩn thận, cổ lại có thêm đứa con nữa với cùng một người đàn ông, tụi bay biết không? Không phải tại lỗi của Laura mà Nathaniel không ra đi. Cô đập hắn nhiều trận và làm điều này một cách công khai hơn trước. Thỉnh thoảng cô nhốt hắn ở ngoài và chúng tôi được nghe Nathaniel khóc lóc và năn nỉ nhẹ nhàng bên lề đường. Laura, em yêu, Laura, cục cưng, hãy để anh vô nhà đêm nại. Laura, cục cưng, hãy để anh vộ. Bây giờ hắn bỏ quên cả cái thói giả bộ như một tay có thể trừng trị được Laura. Hắn không muốn nhập bọn với chúng tôi nữa, và chúng tôi lấy làm khoái trá về điều này. Hát thường hay nói, tao không biết tại sao hắn không trở về River nơi hắn xuất thân. Hắn sẽ sung sướng hơn ở cái nơi không có văn hóa đó. Tôi cũng không hiểu tại sao hắn vẫn ở lại đây. Hát nói, có một số đàn ông giống như hắn. Bọn này thích bị đàn bà hành hạ. Và Laura càng ghét cay đắng Nathaniel hơn. Một ngày nọ chúng tôi nghe cô bảo hắn, mày nghĩ mày cho bà một đứa con là mày làm chủ bà phải không? Đứa con đó ra đời vì tai nạn, mày có nghe thủng không? Cô đe dọa kêu cảnh sát. Nathaniel nói, nhưng rồi ai chăm sóc con cái cho em? Laura nói, chuyện đó để tao tính. Tao không muốn mày ở đây. Mày chỉ thêm một miệng ăn phải lọ và nếu mày không đi ngay lập tức tao sẽ kêu trung sĩ chắc lơ lo cho mày. Chỉ khi bị đe dọa kêu cảnh sát Nathaniel mới chịu ra đi.
Mặt hắn ràn rụa nước mắt, nhưng bụng lô ra lại phình ra thêm lần nữa. Hát nói, trời ơi, hai đứa con với cùng một người đàn ông. Một trong những sự kỳ diệu của đời sống trên đường Miguel là không ai bị chết đói. Nếu bạn ngồi xuống bàn với cây viết chì và tờ giấy và cố gắng tính toán, bạn sẽ thấy điều này không thể nào xảy ra được. Nhưng là người sống ở đường Miguel, tôi có thể bảo đảm với bạn là không ai chết đói. Có lẽ họ có bị đói, nhưng bạn sẽ không bao giờ nghe ai nói về điều này. Con cái của Laura rồi cũng lớn lên. Cô con gái cả, Lorna, bắt đầu làm đầy tớ cho một nhà ở St. Clare và đi học đánh máy từ một người đàn ông ở đường sát Rivel. Laura hay nói, trên thế giới không có điều gì giống như giáo dục. Tôi không muốn các con tôi lớn lên giống như tôi. Vào lúc đó, Laura sinh ra đứa con thứ 8, một cách không cần phải cố gắng như thường lệ. Đó là đứa con sau cùng của cô. Không phải tại vì cô đã quá mỏi mệt hay cô đã đánh mất tình yêu đối với nhân loại hay cô đã mất đam mê cung cấp thêm người cho nhân loại. Thực tế là Laura không bao giờ già hơn hay ít vui hơn. Tôi luôn có cảm tưởng rằng nếu có cơ hội, cô có thể tiếp tục có thêm con nữa. Cô con gái cả, Lorna, một đêm nọ, từ lớp học đánh máy về nhà trễ và nói, mẹ, con sẽ có con. Tôi nghe tiếng rít của Laura. Và đó là lần đầu tiên tôi nghe Laura khóc. Đó không phải là tiếng khóc bình thường. Cô có vẻ như khóc cho mọi tiếng khóc cô đã giữ lại kể từ ngày cô được sinh ra, cho mọi tiếng khóc mà cô đã cố giấu đi bằng tiếng cười. Tôi từng nghe người ta khóc ở các đám tang, nhưng có khá nhiều giả tạo trong tiếng khóc đó của họ. Tiếng khóc của Laura trong đêm hôm đó là điều ghê gớm nhất tôi chưa từng nghe được. Nó khiến tôi cảm thấy thế giới thật là một nơi chốn ngu xuẩn và buồn, và tôi gần như sắp rớt nước mắt với Laura. Cả đường phố đều nghe Laura khóc. Ngày hôm sau Boy nói, tao không hiểu tại sao Laura lại quá giận dữ về chuyện đó. Cổ cũng có khác gì đâu. Hát thật bực tức, nó rút dây thắt lưng da ra và quật Boy. Tôi không biết tôi phải tội nghiệp ai, Laura hay con của cô. Tôi có cảm tưởng như giờ đây Laura cảm thấy tủi nhục nếu phải xuất hiện ngoài đường phố. Khi tôi gặp lại cô tôi không tin cô là người đã từng cười đùa với tôi và đã từng cho tôi những cái bánh đường. Bây giờ cô đã thành một bà già. Cô không còn la mắng con cái, không còn đánh đập chúng. Tôi không biết tại vì cô lo lắng chúng đặc biệt hơn hay đã không còn quan tâm đến chúng nữa. Nhưng chúng tôi không nghe Laura nói một lời trách móc nào đối với Lorna. Điều này thật kinh khủng. Lorna mang con về nhà. Không có lời bẩn cợt nào về chuyện này trên đường phố. Nhà của Laura là căn nhà chết chóc, im lặng. Hát nói, đời sống thiệt quá sức. Mày có thể thấy chuyện rắc rối xảy đến mà không thể làm được chút gì để ngăn chặn nó lại. Rồi mày chỉ còn biết ngồi nhìn và chờ đợi. Theo tin trên báo, chuyện đó chỉ tạo thêm một bi kịch cuối tuần, là một trong số nhiều bi kịch. Lorna chết đuối ở Karen. Hát nói, đó là chuyện thiên hạ hay làm, bơi ra xa, thật xa cho đến khi thật rã rời và không thể bơi được nữa. Và khi cảnh sát đến báo tin cho Laura, cô chỉ nói thật ít. Laura nói, tốt, tốt, tốt hơn là như vậy. V.S. Naipaul. Dịch giả, Thượng Văn.